bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Catala PC. Thì trong clip ngày hôm nay, shop em xin giới thiệu đến các bác một mẫu máy cầu điện từ thương hiệu DIY. Thì cụ thể cái mẫu máy hôm nay em giới thiệu đó chính là một dòng máy cầu lua máy Nga. Đó chính là phiên bản 2022, phiên bản mới nhất ra năm nay của mẫu máy Fuego SV. Đó, thì như được biết thì cái mẫu máy này là một trong những cái mẫu máy được DIY phát triển riêng cho thị trường Úc, cũng như một số cái thị trường Bắc Mỹ. Vâng, thì đây là một mẫu máy có thể nói là nhìn cảm quan ngoài cái bên ngoài thôi, thì có thấy đây là một cái mẫu máy có màu sắc cực kỳ bắt mắt, nói chung là lối bật màu. Thì chút nữa em sẽ đi chi tiết hơn vào cái máy, chi tiết từng cái màu sắc trên máy hơn. Giờ em sẽ đi qua một chút về cái hộp phía trước đi nhé. Thì đây, hộp của máy thì nó sẽ có cái hộp màu đỏ. Thì hiện tại bên em sẽ có cái mẫu Fuego SV 103SH CS. Thì con SH này sẽ là dành tay phải, và con tay trái có thêm chữ SHL, L là LED, tiếng Anh thì là tay trái. Thì cái mẫu này em sẽ có đủ cả tay phải tay trái nha các bác. Đây là cái hộp này. Bên trong thì không chỉ có một cái bao ni lông đựng máy và một cái sách hướng dẫn sử dụng rồi, cũng rất nhiều. Rồi, tạm thời bỏ qua nha các bác. Đây là máy tay phải nha các bác. Thì cái màu đỏ trên cái máy và trên hộp, thì ở trên máy này nó sẽ có cái màu sắc khác một chút nhé, ở trên hộp thì sẽ tươi hơn một chút này. Còn đây là trên máy thì nó sẽ có dạng màu bordeaux giống như trên những cái cây cần đai hoa liệt phong cầm tay, nó sẽ có cái màu sắc tương tự như vậy. Bác nào mà chơi qua hay là xem clip em giới thiệu về cây cần đó thì có thể dễ dàng nhận thấy là đai hoa thường sử dụng cái màu bóc đô này trên nhiều sản phẩm của mình. Đây thì về bề ngoài thì nó sẽ có màu chủ đạo là màu bóc đô đây, và một cái phần khung ở bên trong này màu đen, phần tay quay và lúc tay quay màu đen, còn lại vẫn là cái màu bóc đô. Đó là, đây là tay phải nha các bác, đây là tay trái. Đây là cầm trên tay em. Sơ buôn nét về thì đây cũng được trang bị khá đầy đủ cái công nghệ trên độc quyền của DIY máy của mình. Tất nhiên là máy mới thì bao giờ quay cũng mượt, chung là cũng không cứ gì mà máy mới, nhưng mà những cái dòng sản phẩm của DIY thì những cái dòng Fuego này thì các bác đều biết nó sản xuất riêng cho những cái thị trường Úc, cho nên là nó những cái độ tỉ mỉ, em theo cảm nhận riêng của cá nhân này là cảm giác thì nó sẽ có độ tỉ mỉ cao hơn một chút so với các thị trường khác. Máy này được sản xuất tại Thái Lan nha, máy đi Thái Lan này. Cầm trên tay thì cực kỳ chắc chắn nha. Giờ em sẽ đọc đi qua một chút về thông số đây. Đấy, cái hộp này xung quanh ba mặt trước, mặt trước và hai mặt trên thì đã in tên máy, trên thì có mỗi logo DIY thôi, như là cái tem và nhà sản xuất. Còn mặt sau đây, đây là Fuego SV 103SHL CS. Đây là những cái công nghệ này, Ultimate Tournament Drag Aerosation. Và đây là một trong những cái mẫu máy sử dụng cái Sergun SV
Thì đây là cái công nghệ CABB, thì đây là cái hai cái bạc đạn ở trên spool, chút nữa em sẽ nói thêm. Đó, thì con này có vòng tua là 7.3, trọng lượng 200g, mắc drag là 5 kg, dây một vòng được 75 cm và số bạc đạn là 5+2 7. Thì cái máy này nó sẽ trang bị thêm hai cái bạc đạn, cái mà lúc trước em nói là CRBB đấy, thì nó sẽ được trang bị thêm hai cái bạc đạn ở phần spool, tạo cho máy cảm giác mượt và trơn tru hơn. Còn đây là thông số vào dây, dây 0.33 vào được 80m và 0.31 thì vào được 90. Đó, thì trên cái mẫu máy này nó sẽ in cực kỳ chi tiết cả những cái thông số ấy. Bên dưới thì nó chỉ in một số cái thông tin khác thôi, không có gì nhiều. Thì đây là một cái phiên bản mới nhất của mẫu Fuego. Máy có màu sắc cực đẹp. Rồi đây này. Rồi thì các bác mua nào, bác mua hàng à, cũng như xem sản phẩm thì có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng em, cũng như gọi điện hoặc nhắn tin vào số Zalo. Thì thông tin địa chỉ cửa hàng cũng như số điện thoại cho Zalo thì em sẽ để chạy bên phần bên dưới video nhé các bác. Thì các bác cứ liên hệ em. Rồi thì em xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Tạm biệt các bác.